quý vị, thưa bà con, để thực hiện quyết định số 80 của Chính phủ về việc liên doanh liên kết 4 nhà, giống ngô ADI600 đã được đưa về trồng ở nhiều vùng trên cả nước, tạo điều kiện giúp bà con đa dạng hóa cây trồng. Và trong chuyên mục Doanh nghiệp với nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và bà con hiệu quả từ mô hình liên kết 4 nhà trong canh tác ngô ADI600. Giống ngô nếp lai ADI600 là giống ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng ở miền Bắc, vụ đông xuân từ 64 đến 70 ngày, vụ hè thu từ 60 đến 65 ngày. Ở miền Nam, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ 60 đến 64 ngày. Đây là giống có năng suất cao, chất lượng ngon, mềm, ngọt, dẻo, ít nhiễm sâu bệnh, thích nghi trên nhiều chân đất, rất dễ trồng. Hiện nay giống ngô nếp lai ADI600 được trồng rộng rãi ở khắp các tỉnh từ miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, vân vân. Đây là một trong những giống ngô được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và thương lái thu mua giá cao hơn so với các giống ngô nếp khác do tỷ lệ trái loại bột rất cao trên 90%, ít ngô cào, ngô vụn. Năng suất bình quân đạt từ 20 đến 22 tấn bắp tươi trên 1 hecta. Sau khi trừ hết chi phí, người sản xuất còn có lãi khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng. Qua quá trình đánh giá 2 năm 3 vụ thì chúng tôi thấy là cái ADI đã đáp ứng được những cái yêu cầu đòi hỏi của bà con như sau. Thứ nhất là về cái ADI 600 thì thứ nhất là cái vỏ bi là màu xanh dày, và cái thứ hai nữa là lá bi thì là kín. Thế nên là trong quá trình bà bảo quản và thu hoạch tươi thì có thể là đối với thương lái rồi là đối với những người bán bắp trái thì rất là phù hợp về độ dẻo và độ thơm của giống ADI600 so với cái giống mà hiện nay phổ biến trên thị trường thì nó có những cái nổi bật hơn. Năm 2011, sau khi được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tạm thời giống cây trồng mới, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phát triển Nông nghiệp ADI đã đưa giống ngô mới này về các vùng trồng ngô trên cả nước, tạo điều kiện giúp bà con đa dạng hóa sản phẩm cây trồng. Thực hiện quyết định 80 của Chính phủ về việc liên doanh liên kết 4 nhà, đơn vị phân phối giống đã kết hợp với chính quyền và các cơ quan ban ngành ở địa phương tổ chức nhiều cuộc tham quan, hội thảo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho người sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hôm nay trình diễn cái giống ADI600 cũng như một số giống khác chúng tôi đưa về đây qua nhiều vụ thì chúng tôi thấy rằng là cái giống ADI600 là một cái giống ngắn ngày. Hai nữa thời kỳ cây con rồi sinh trưởng khá mạnh, khỏe. Cái độ đóng bắp là khít và độ đồng đều đóng bắp là tương đối tốt và thấp so với lại từ mặt đất lên khoảng 90 cm thôi. Tính chống chịu sâu bệnh khá hơn, đặc biệt khá hơn HN88 về cái chịu cái bệnh rỉ sắt. Để thay đổi tư duy cho người sản xuất là điều không dễ. Công ty Cổ phần và Đầu tư Thương mại Phát triển Nông nghiệp ADI đã phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân tiếp thu tiến bộ kỹ thuật mới, sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao. Trước khi trồng, toàn bộ các hộ tham gia mô hình được cán bộ kỹ thuật của công ty ADI giới thiệu về đặc tính của giống, kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc giống ngô mới để có hiệu quả cao. Mô hình trồng ngô nếp trên đất lúa như thế này đã đáp ứng được yêu cầu của chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ giảm diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng cải, thì nó đáp ứng được 3 mục tiêu, 3 nội dung. Thứ nhất là có chính sách tốt từ trung ương đến địa phương, thứ hai là có giống tốt và kỹ thuật chăm bón tốt, và thứ ba là có thị trường tiêu thụ cho sản phẩm. Nên về chính sách thì chúng ta đã có, về giống và kỹ thuật thì như bà con xem được trên mô hình thì rất là đạt. Đối với giống ngô này thì tôi thấy là cái độ đồng đều cao và chống đổ ngã tốt vì thân nó cứng. Và thứ hai nữa là cái độ bền của lá rất là tốt thì nó có thể cho được cái tiềm năng năng suất cao. Và theo như nông dân đánh giá thì chúng tôi cũng tin tưởng như nông dân đã đánh giá là những cái giống ngô có triển vọng trong vùng và các vùng khác nữa. Qua quá trình canh tác, người sản xuất cũng như nhà quản lý đánh giá tính thích nghi của giống ngô này. Có những vùng bà con canh tác trong điều kiện thời tiết bất thuận,
nhưng giống ngô nếp ADI 600 vẫn cho năng suất cao, bắp to, hạt mẩy, không bị bỏ hạt như một số giống khác. Nếu mà tính toán so với các cây trồng khác ấy, thì cái giống ngô nếp hiện nay là chúng tôi đang bán là từ 2,5 triệu cho đến 3 triệu một sào. Thế và trừ chi phí đi thì cũng còn khoảng là từ 2 triệu đến 2,5 triệu một sào. Nếu cái diện tích mà thu hoạch sớm thì bán được 3 triệu. So với lại gieo trồng lúa đấy thì một sào ngô sẽ cho cái thu hoạch cái lợi nhuận của nông dân là bằng hai cái sào ngô mùa. Bà con chúng tôi là rất thích dòng vì cái giống ngô này là nó đều hạt. Chúng tôi là chăm sóc rất nhàn, không vất vả như các cái giống ngô kia mà nó đưa được năng suất cao cho chúng tôi, chúng tôi rất phấn khởi. Ở nước ta hiện nay, ngoài các giống ngô dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi, các giống ngô nếp cũng được bà con lựa chọn đưa vào cơ cấu để phát triển sản xuất. Bởi nhu cầu sử dụng ngô tươi sống cũng như làm nguyên liệu để chế biến thực phẩm ngày càng cao, nên thu nhập từ nghề trồng ngô nếp đã đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều hộ nông dân. Tôi là người tiêu thụ thu mua bắp ở khu vực này. Tôi thấy cái giống ngô này là so với mọi năm là cái ngô này là so ra thị trường là cái giống ngô này chúng tôi bán chạy nhanh hơn. Đấy, mà thị trường ăn là so sánh là giống ngô này là dẻo, thơm ngon, mấy hạt, bóng hạt. Cho nên là tôi cũng thích cái giống ngô này. Như chúng tôi đi thu mua là một sào bao giờ cũng được 2 triệu và hơn 2 triệu trở lên. Qua thực tiễn triển khai trong sản xuất, giống ngô ADI có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trên nhiều vùng miền, canh tác được nhiều vụ trong năm, có khả năng thích ứng với nhiều điều kiện bất thuận của thời tiết. Đây là những đặc điểm ưu việt mà người sản xuất rất quan tâm. Với việc canh tác nhiều vụ trong năm sẽ giúp người sản xuất tăng nhanh vòng quay của mùa vụ, có thu nhập đều trong năm và người tiêu dùng cũng có sản phẩm sử dụng thường xuyên. Hoạt động liên doanh liên kết 4 nhà của đơn vị cung ứng giống đã góp phần giúp nông dân nhiều vùng miền có thêm sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả cho người sản xuất.